dướng giò, dướng giò. Chưa thả mà. Dướng một dây. Dướng một dây kìa, dướng dây của anh kìa. Rồi buông buông dây luôn cho anh thử đi. Quá khéo. Để luôn điện thoại đi, đâu có xe đâu. Bây giờ anh cắt đi chút đi. Rồi, xích ra khu đó hết đi. Xích ra nó hết đi. Ra đi. Đi ra khỏi cầu đi. Trúng cái máy kìa, trúng máy kìa. Lấy cái máy ra. Anh xô đó lấy cái máy ra đi. Hai người xô cái qua hà mà trúng cái máy kìa. Thêm cái này mày, nhóm nhóm chút coi, hạ nhẹ chút coi, hạ nhẹ chút đây cho mày không kéo, hạ nhẹ hơi thôi. Đem dây qua đây nè, kéo xuống luôn, đem dây đen qua đây thọ, đem dây đen qua đây nè, mày kéo nó tụt xuống luôn hả? Ừ rồi, hai người đó mày kéo mày chì xuống á, mày chì đứng đó, mày chì xuống đây, mày cho anh áo xanh á chì xuống, lại xuống à, chì xuống chỗ tụt xuống luôn. Ừ đó, lại đang tiếp cái xuống rồi đó, nhịp nhịp á nó mới xúc lá xuống được.
Nè kéo đây đây tôi dùng nữa đó, cho xuống đường đó luôn, mang lên dính máy nữa đây, rồi kéo đi, giặt giặt á, ừ, giặt giặt cái tấc xuống à, gì mà không xuống? Nè dính này đi. Mấy cọng dây này anh cứ chịu đi, còn thiết tiếp họ kìa, hai cọng dây đó. Kỹ xuống ờ. Rồi nhảy xuống, ok rồi, khoan từ từ đi, đừng tính cho cái em thấy cái đó tôi xuống từ từ có được, nhà mẹ đâu anh, vậy hả? Ừ bộ vợ anh buông là tiếp đi. Để tôi hạ từ từ à. Chưa. Chưa. Cho nó căng đi. Để xuống luôn, để xuống qua đây luôn. Để ngoài luôn. Rồi. Qua đây luôn. Hạ từ từ đi, từ từ đi. Không có lên nữa đâu. Rồi đó, xây qua đó. Ok đó, rồi. Đâu phải cây đó, khoan hả? Chưa tới cây đó đâu. Kéo đây, kéo thẳng dây đi, kéo thẳng dây, nó dùng kìa, nó dùng dưới cái cây kìa, thấy không, thấy dướng dính mít không? Dưới ngay ngay cọng dây anh á, ngay cọng dây á nên nó mới ngay cái lóng cây. Rồi ngay cái tay trái vịn đó, lụm đó. Dưới chút chừng tắt cũng được nữa. Là điều luôn.
Ok đó. Đó được rồi đó, ngay hai lóc luôn đó quay.